Nam sinh 14 tuổi tự chế 75 quả pháo nổ, đang mang đi bán thì bị bắt giữ. Ngày 22 tháng 12, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phát hiện đối tượng là học sinh có hành vi chế tạo pháo trái phép nên đã bắt giữ theo quy định của pháp luật. Theo đó, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường liên xã thuộc địa phận xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, phát hiện DQH 14 tuổi trú tại xã Nam Phú đang có hành vi vận chuyển trái phép 75 quả pháo nổ với nhiều kích thước khác nhau, tổng trọng lượng số pháo trên là 5,2 kg. Tại cơ quan điều tra, H khai nhận, từ khoảng đầu tháng 11 năm 2022, H có ý định chế tạo pháo nổ để bán vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2023. H đã tra cứu cách làm pháo trên YouTube, tự chế tạo pháo nổ. Sau khi chế tạo được 75 quả pháo, trên đường H mang đi bán thì bị bắt giữ. Khám xét chỗ ở của H, lực lượng công an thu giữ một dây pháo và một số pháo thành phẩm khác, cùng với các nguyên liệu sản xuất pháo các loại. Hiện Công an huyện Tiền Hải đã thu giữ toàn bộ số pháo nổ trên cùng các nguyên liệu cũng như điều tra làm rõ thêm về vụ việc này. Liên quan đến vấn nạn này, vào năm ngoái, lực lượng chức năng cũng phát hiện và bắt 17 em học sinh tự chế pháo nổ để bán cho bạn học với giá 200 đồng một quả. Cụ thể, vào gần dịp Tết Nguyên Đán, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 17 em học sinh cấp 2, đa số sinh năm 2009 và 2010, đang có hành vi đốt pháo nổ. Qua điều tra, các em khai nhận số pháo trên là do tự điều chế bằng các nguồn nguyên liệu như giấy màu và que diêm. Sau khi chế tạo xong, các em còn mang bán cho bạn học với giá 200 đồng một viên để các bạn chơi cùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!